Sao, thấy khuôn viên nhà mới đẹp không? Trời, đẹp xuất sắc luôn chứ gì nữa. Rồi cảnh đẹp vậy á, nhìn thấy thích không? Thích lắm hả? Mà thích vậy rồi bữa hỏi kêu chuyển nhà mới á, cái bắt đầu ai là đứa mà kêu hổng đi sao mà ta làng? Con chứ ai? Trời ơi, giờ bắt đầu chói hả? Chứ sao? Rồi, đến trong lãng. Rồi ra đó coi tham quan đi nha. Ừ. Mà nói nè, giờ qua nhà mới rồi đó, giờ là phải làm việc, ráng làm việc cho hết mình đặng phụ tôi nha. Chịu không? Chứ ở đây tôi lo không nổi đâu á. Bắt tay cái, chịu thì bắt tay uy tín. Ok, rồi, hứa rồi nha. Đó, cô chú làm chứng cho hạt dẻ với bà Bình nha.